Xin chào các em, chào mừng các em đến với lời giải hay.com. Hôm nay cô và các em sẽ cùng nhau hoàn thành các bài tập trong phần Skills 2, trang số 33, Unit 9, Festivals Around the World, trong sách giáo khoa tiếng Anh lớp 7 mới tập 2. Trước hết chúng ta sẽ vào phần Listening. Hoạt động số 1 của chúng ta là Look at the pictures below, là hãy xem bức tranh phía bên dưới. What kind of festivals do you think it is? Có nghĩa là em nghĩ là đó là loại lễ hội gì? Share your ideas with a partner, chia sẻ ý kiến với bạn đọc. Thì chúng ta thấy trong bức tranh có rất là nhiều người đang hò reo và nhảy nhót đúng không nào? Một số người thì đây có thể là ca sĩ và chúng ta có thể đoán được đây là một lễ hội âm nhạc, đúng không? Chúng ta sẽ trả lời phần nhiệm vụ số 1 như sau. Phần nhiệm vụ số 1. There are so many people cheering up. Có nghĩa là có rất nhiều người đang hò reo, shouting, la hét. And dancing. Là nhảy múa. So also there is a performer. Maybe a singer. So I think it's a music festival. Nhìn vào bức tranh thì chúng ta sẽ thấy there are so many people cheering up, shouting and dancing. Also, there is a performer, maybe a singer. So I think it's a music festival. Có nghĩa là có rất nhiều người đang hò reo và nhảy nhót. Có một người có thể là ca sĩ, nên tôi nghĩ đó là một lễ hội âm nhạc. Như vậy chúng ta đã hoàn thành xong phần nhiệm vụ số 1 và chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang phần nhiệm vụ số 2. Nhiệm vụ số 2 của chúng ta là Listen to Nick talk about a music festival he attended. Có nghĩa là chúng ta sẽ nghe cái đoạn Nick nói về một cái lễ hội âm nhạc mà anh ấy tham gia. Tick true or false. Chúng ta sẽ đánh dấu vào phần đúng hay là sai. Correct the false sentences. Chúng ta sẽ sửa lại những câu sai. Bây giờ cô và Kim sẽ cùng nhau lắng nghe và audio nhé. Unit 9, page 33, skills 2, activity 2. Listen to Nick talk about a music festival he attended. Tick true or false. Correct the false sentences. Last summer holiday, my family went back to the UK. And we went to a music festival on the Isle of Wight. It is one of the most famous music festivals in our country, which takes place every June. When we got there, I was impressed by the huge number of people. You know, about 60,000 people went to the event. We didn't stay at a hotel, but put up a tent in the campsite. It was lots of fun. We listened to a lot of songs by many bands, such as The Killers and The Stone Roses. Guess what? We met John Bon Jovi. He's my dad's favorite singer. He and his band stirred up the crowd in nearly 3 hours with the hit songs. We also went to Bohemian Woods, a beautiful woodland down by the river. There, we enjoyed a mix of good music from around the world and escaped the busy and noisy festival for a while. Như vậy chúng ta đã cùng nhau lắng nghe xong đoạn audio và cô sẽ giúp các em dịch đoạn audio này để các em có thể hiểu được nội dung của nó. Mùa hè năm ngoái thì gia đình tôi trở về Anh và chúng tôi đã đến một lễ hội âm nhạc ở
trên đảo White. Nó là một trong những lễ hội âm nhạc nổi tiếng ở đất nước của chúng tôi và diễn ra vào tháng 6 hàng năm. Khi chúng tôi đến đó, tôi đã bị ấn tượng bởi số lượng người rất lớn. Bạn biết khoảng 60.000 người đã tham dự lễ hội này. Chúng tôi không ở lại khách sạn mà thay vào đó ở tại một cái lều trong khu cắm trại. Nó rất nhiều niềm vui. Chúng tôi nghe rất nhiều bài hát của nhiều ban nhạc như là The Killers và The Stone Roses. Đoán xem, chúng tôi đã gặp John Bon Jovi. Ông ấy là ca sĩ yêu thích của cha tôi. Ông ấy và ban nhạc của ông ấy đã khuấy động đám đông trong gần 3 tiếng đồng hồ với những bài hát nổi tiếng. Chúng tôi cũng đến rừng Bohemian, một khu rừng tuyệt đẹp ở bên bờ sông. Ở đó, chúng tôi thưởng thức một sự hòa trộn từ âm nhạc hay từ khắp các nơi trên thế giới và thoát khỏi lễ hội ồn ào và đông đúc trong một lúc. Như vậy chúng ta đã cùng nhau dịch qua đoạn mà audio và chúng ta đã có được nắm được nội dung của đoạn audio, đúng không? Nói về một lễ hội âm nhạc. Và sau đó chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết phần số 2. Tick true or false có nghĩa là chúng ta sẽ chọn đúng hay là sai, và correct the false sentences có nghĩa là sửa những câu sai. Câu số 1 của chúng ta: The Isle of Wight is the most well-known festival in the world. Có nghĩa là đảo Wight là một lễ hội nổi tiếng nhất trên thế giới. Thì câu này là một câu sai, đúng không nào? Chúng ta có thể xem ở trong đoạn có đề cập đến là It's one of the most famous music festival in our country, chứ không phải là in the world. Đó là lễ hội nổi tiếng nhất ở nước chúng tôi, chứ không phải trên thế giới, đúng không? Do đó câu số 1 của chúng ta là một câu sai, là một câu false. Chúng ta chọn false và sửa lại one of the most famous festival. One of the most famous festival. In our country. Not in the world. Tức là một trong những cái lễ hội nổi tiếng nhất ở nước chúng tôi, chứ không phải là ở trên thế giới, đúng không nào? Như vậy câu số 1 của chúng ta, câu false. Câu số 2: About 60,000 people attended the festival last year. Có nghĩa là khoảng 60.000 người đã tham gia lễ hội năm vừa rồi. Thì chúng ta có thể thấy đoạn thông tin này trong đoạn audio. You know about 60,000 people went to the event. Bạn có biết không, khoảng 60.000 người đã đến cái sự kiện này. Thì câu số 2 của chúng ta là một câu đúng, đúng không? Vì đã lặp lại một phần thông tin ở trong bài. Câu số 3: Nick and his family stayed at a hotel near the campsite. Có nghĩa là Nick và gia đình anh ấy đã ở một khách sạn ở gần khu cắm trại. Thì chúng ta có thể xem trong đoạn audio có nhắc tới rằng We didn't stay at a hotel but put up a tent in the campsite. Tức là câu số 3 của chúng ta là một câu trả lời sai, đúng không nào? Vì they stayed in a tent. Họ ở trong lều chứ họ không hề ở trong khách sạn. Chúng ta sẽ sửa lại là they stay in a tent. Họ ở trong lều. Chúng ta chuyển tiếp sang câu số 4. John Bon Jovi is Nick's favorite singer. Có nghĩa là John Bon Jovi là ca sĩ yêu thích của Nick. Thì chúng ta sẽ xem ở trong đoạn có một đoạn đề cập đến ca sĩ này. Đó là We met John Bon Jovi, he's my dad's favorite singer. Chúng tôi đã gặp John Bon Jovi và ông ấy là ca sĩ yêu thích của bố tôi. Tức là ở đây ông ấy là ca sĩ yêu thích của bố Nick chứ không phải của Nick. Cho nên câu số 4 của chúng ta là một câu trả lời sai. Và chúng ta sẽ sửa lại là He's Nick's dad's favorite singer. He's Nick's dad's favorite singer. Có nghĩa là ông ấy là ca sĩ yêu thích của bố Nick. Chúng ta chuyển tiếp sang câu số 5.
Câu số 5 của chúng ta, Son Bozovi Band performed for nearly 3 hours. Có nghĩa là ban nhạc của John Bon Jovi đã trình diễn trong khoảng 3 giờ đồng hồ. Thì chúng ta có thể thấy thông tin này ở trong đoạn. He and his band stirred up the crowd in nearly 3 hours with the hit songs. Có nghĩa là ông ấy và ban nhạc của ông ấy đã khuấy động đám đông trong vòng 3 tiếng đồng hồ với những bài hát nổi tiếng. Cho nên câu số 5 của chúng ta là một câu true, câu đúng. Như vậy chúng ta đã chọn hết các đáp án cho phần số 2 và sửa lại những câu sai. Và chúng ta đã cùng nhau hoàn thành phần nhiệm vụ số 2. Chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang phần nhiệm vụ số 3. Listen again and answer the questions. Có nghĩa là chúng ta sẽ nghe lại một lần nữa và trả lời các câu hỏi sau. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe lại nhé. Activity 3. Listen again and answer the questions. Last summer holiday, my family went back to the UK and we went to a music festival on the Isle of Wight. It is one of the most famous music festivals in our country, which takes place every June. When we got there, I was impressed by the huge number of people. You know, about 60,000 people went to the event. We didn't stay at a hotel, but put up a tent in the campsite. It was lots of fun. We listened to a lot of songs by many bands, such as The Killers and The Stone Roses. Guess what? We met John Bon Jovi. He's my dad's favorite singer. He and his band stirred up the crowd in nearly 3 hours with the hit songs. We also went to Bohemian Woods, a beautiful woodland down by the river. There, we enjoyed a mix of good music from around the world and escaped the busy and noisy festival for a while. Như vậy chúng ta cùng nhau nghe lại đoạn audio và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với nhiệm vụ số 3 là trả lời các câu hỏi. Câu đầu tiên của chúng ta là When does the festival take place? Có nghĩa là cái lễ hội này diễn ra vào thời gian nào? Thì chúng ta có thể thấy trong đoạn là which take place every June, có nghĩa là nó được tổ chức vào mỗi tháng 6. Cho nên câu số 1 của chúng ta sẽ trả lời như sau. It takes place every June. Và chuyển tiếp sang câu hỏi số 2. Câu hỏi số 2 của chúng ta là What are the Killers and the Stone Roses? Có nghĩa là The Killers và Stone Roses là gì? Thì chúng ta có thể thấy đề cập đến đây là các ban nhạc đúng không nào? We listen to a lot of songs by many bands such as The Killers and the Stone Roses. Tức là chúng tôi đã nghe rất là nhiều bài hát từ các ban nhạc như là The Killers and the Stone Roses. Vậy câu số 2 chúng ta sẽ trả lời là They are music bands. Chúng ta chuyển tiếp sang câu hỏi số 3. How did John Bon Jovi interest the audience? Có nghĩa là John Bon Jovi đã thu hút thính giả như thế nào? Thì chúng ta sẽ tìm đến đoạn có ca sĩ này. He and his band stir up the crowd in nearly 3 hours with the hit songs. Có nghĩa là anh ấy và ban nhạc của anh ấy đã khuấy động đám đông trong vòng gần 3 tiếng đồng hồ với những bài hát nổi tiếng. Thì câu số 3 chúng ta sẽ trả lời lại như sau. He interested the audience. With the hit songs. Có nghĩa là anh ấy đã thu hút khán giả với những bài hát nổi tiếng. Chúng ta chuyển sang câu hỏi số 4. Câu hỏi của chúng ta là Where did Nick and his family also go? Có nghĩa là Nick và gia đình của anh ấy cũng đi đâu? Thì chúng ta sẽ tìm đến đoạn thông tin. We also went to the Bohemian Woods. Có nghĩa là chúng tôi cũng đến cái khu rừng Bohemian. Và câu số 4 chúng ta sẽ trả lời như sau.
They also went to the Bohemian Woods. Câu số 4 chúng ta sẽ trả lời là They also went to the Bohemian Woods. Có nghĩa là họ cùng đi đến khu rừng Bohemian. Câu số 5 với câu hỏi là What did they do there? Họ đã làm gì ở đó? Thì chúng ta có thể thấy thông tin trong đoạn audio là There we enjoy a mix of good music from around the world. Ở đó thì chúng tôi thưởng thức một tuyển tập âm nhạc hay từ khắp thế giới. Do đó câu số 5 chúng ta sẽ trả lời như sau. They enjoy a mix of good music from around the world. Có nghĩa là họ thưởng thức tuyển tập âm nhạc hay từ khắp thế giới. They enjoy a mix of good music from around the world. Như vậy chúng ta đã hoàn thành xong nhiệm vụ số 3 và chúng ta sẽ cùng nhau chuyển đến phần writing. Nhiệm vụ số 4 của chúng ta là Think about a festival you attended. Có nghĩa là nghĩ về một lễ hội mà em đã tham gia. Make notes about it below. Có nghĩa là các em sẽ ghi chú về nó như ở phía bên dưới. Trước hết là name a festival, tên của lễ hội. What was the festival? Lễ hội đó là lễ hội gì? Who celebrated it? Ai tổ chức nó? Where was it held? Nó được tổ chức ở đâu? How was it held? Nó được tổ chức như thế nào? When was it held? Nó được tổ chức vào bao giờ? Và why was it held? Tại sao nó được tổ chức? Thì chúng ta sẽ cùng nhau trả lời các ghi chú lại về phần này. Chúng ta sẽ cùng nhau ghi lại về phần nhiệm vụ số 4. Về tên của lễ hội, name of the festival. Thì chúng ta sẽ có lễ hội Tết Holiday Flower Festival. Có nghĩa là lễ hội hoa xuân. What was the festival? Đó là lễ hội gì? Thì chúng ta sẽ trả lời They display and decorate Nguyễn Huệ Street in Hồ Chí Minh City with many flowers and lights. Cái lễ hội đó thì người ta sẽ trưng bày và trang trí đường Nguyễn Huệ ở thành phố Hồ Chí Minh với rất là nhiều hoa và đèn, đúng không nào? They display and decorate Nguyễn Huệ Street in Ho Chi Minh City with many flowers and light. Đối với câu hỏi Who celebrated it? Ai tổ chức nó? Thì chúng ta sẽ trả lời là Hồ Chí Minh City People Committee. Có nghĩa là Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Và với câu hỏi là Where was it held? Nó được tổ chức ở đâu? Thì chúng ta có thể trả lời là It's in Nguyễn Huệ Street. District 1, Ho Chi Minh City. Đối với câu hỏi nó được tổ chức như thế nào? How was it held?
thì chúng ta sẽ trả lời là people decorate the street with many kinds of flowers for one week in Tết holiday. Có nghĩa là mọi người sẽ trang hoàng cái đường với rất nhiều loại hoa trong vòng một tuần vào Tết. People come there to enjoy flowers and take pictures. Mọi người đến đây để thưởng thức hoa và chụp ảnh. Về việc nó được tổ chức như thế nào, chúng ta sẽ trả lời như sau. People decorate the street with many kinds of flower for one week in Tết holiday. People come there to enjoy the flowers and take pictures. Như vậy với câu hỏi nó được tổ chức như thế nào thì chúng ta sẽ trả lời là people decorate the streets with many kinds of flowers for one week in Tết holiday. People come there to enjoy the flowers and take pictures. Với câu hỏi về mục đích tổ chức của lễ hội, why was it held? Thì chúng ta có thể trả lời là they do it to welcome the Tết holiday. Có nghĩa là họ làm nó để chào đón Tết, đúng không? They do it to welcome Tết holiday. Còn đối với câu hỏi when was it held, nó được tổ chức vào khi nào? Thì chúng ta có thông tin là in Tết holiday, vào ngày Tết, đúng không nào? Vào ngày Tết. Như vậy chúng ta đã có xong các phần thông tin. Sau khi chúng ta đã hoàn thành phần ghi chú về lễ hội trong phần nhiệm vụ số 4 thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với nhiệm vụ số 5. Now write a short paragraph about the festival you attended. Có nghĩa là bây giờ thì sẽ viết một đoạn văn ngắn về cái lễ hội mà em tham gia. Use the note above. Có nghĩa là chúng ta sẽ sử dụng cái phần ghi chép ở phía bên trên. Như vậy chúng ta đã có được các thông tin cho lễ hội Hoa Tết ở thành phố Hồ Chí Minh. Về tên lễ hội đó là gì, do ai tổ chức, được tổ chức ở đâu, tổ chức như thế nào, với mục đích tổ chức như thế nào và tổ chức vào khi nào. Với những thông tin này thì chúng ta sẽ viết thành một đoạn văn ngắn về cái lễ hội này và sử dụng cái phần mà chúng ta đã vừa ghi chú nhé. Thì dựa vào cái phần ghi chép ở phía bên trên về lễ hội thì cô sẽ có một bài trình bày về lễ hội hoa Tết ở thành phố Hồ Chí Minh như sau. I used to attend the Tết Holiday Flower Festival. It's called Nguyễn Huệ Flower Street Festival. It's held in Nguyễn Huệ Street in District 1, Ho Chi Minh City. It takes place every Tết holiday for one week. It is celebrated by Ho Chi Minh City People Committee. They display and decorate the street with many kinds of flowers and lights. Many people came there to enjoy the beautiful flowers and take pictures. Có nghĩa là cô đã từng tham gia lễ hội hoa Tết. Nó được gọi là lễ hội đường hoa Nguyễn Huệ. Nó được tổ chức ở đường Nguyễn Huệ trong quận 1 thành phố Hồ Chí Minh. Nó diễn ra vào mỗi dịp Tết trong vòng một tuần. Nó được tổ chức bởi Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Họ trưng bày và trang trí đường phố với nhiều loại hoa và đèn. Rất là nhiều người đến đây để thưởng thức hoa và chụp hình. Như vậy cô và Kim đã cùng nhau hoàn thành xong 5 nhiệm vụ trong phần Skills 2, trang số 33, Unit 9, Festivals Around the World, trong sách giáo khoa tiếng Anh lớp 7 mới tập 2. Các em hãy theo dõi lời giải hay.com để xem chi tiết bài giảng nhé. Chúc các em học tốt và hẹn gặp lại các em trong những video tiếp theo. Xin chào!